Để đảm bảo chống dịch, thành phố Hải Dương đã dừng chợ Hoa Xuân, yêu cầu người dân không mở cửa hàng buôn bán. Vì vậy, các hộ trồng đào mới bán được khoảng 10% tổng số cây và đều đang sốt ruột lo lắng. Trước tình trạng này, Chủ tịch UBND Hải Dương đã gửi tâm thư kêu gọi người dân, các mạnh thường quân mua đào để hỗ trợ nông dân bị ảnh hưởng do dịch bệnh. Sau khi nghe tin tỉnh Hải Dương bị phong tỏa do dịch COVID-19, nhiều thương lái mua đào của các tỉnh bạn đã hủy bỏ giao dịch, đòi lại tiền đặt cọc. Trong khi đó, chỉ còn 10 ngày nữa là đến Tết Nguyên đán 2021. Nếu không bán được đào, các hộ dân năm nay sẽ trắng tay, nguy cơ nợ nần. Vì vậy, với phương châm người Hải Dương chơi hoa đào Tết của Hải Dương, UBND thành phố Hải Dương mong các cơ quan tổ chức, người dân trên địa bàn tỉnh mua cây hoa đào Tết nhằm chia sẻ bớt một phần khó khăn với các hộ nông dân trồng cây hoa đào Tết. Thành phố đã cử một bộ phận làm đầu mối để chắp nối cho nông dân, các cá nhân tổ chức mua đào liên hệ. Hiện nay trên địa bàn có 275 hectare trồng đào Tết, bao gồm cả đào thế và đào cảnh. Diện tích trồng cây hoa đào Tết tập trung chủ yếu ở phường Hải Tân, Tân Hưng, Thạch Khôi và xã Gia Xuyên, Liên Hồng.